chấp nhận thử thách cắt tóc theo công thức của cậu ba. Tết giờ tao thách mày nè, cắt tóc giùm cậu ba. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Chấp nhận thử thách cắt tóc theo công thức của cậu ba. Còn những người tàn ác thì được sống thảnh thơi. Anh Hùng sửa giùm em cái tóc với anh Hùng. Tóc bị gì mà sửa? Trời ơi, em cắt theo công thức của cậu ba nè, xong giờ nó vậy luôn, cậu ba báo quá trời báo luôn rồi. Đâu cắt thì lum cái gì? Em cắt theo công thức của cậu ba nè, em đâu biết gì đâu. Ngày rồi cắt là đu luôn rồi. Rồi, vậy giờ sao anh? Thôi để anh sửa rồi cho. Rồi, ok. Dòng ca bạn trong xóm đi vào. Hùng mới vừa cắt cho em xong nè, giờ cho anh cái nhận xét về cái người thợ vừa cắt cho em nha. Bản thiết kế vĩ đại. Tinh Hoa Hội Tụ là một người quản gia rất tốt, tài hoa, nghệ thuật, phụ nữ rất yêu, nên có nhiều người tới với những cái mục đích khác nhau, vì tiếng và vì quyền đó chị. Chỉ thấy là người này quá cuốn hút mình rồi càng ngày càng thích hơn,